Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài truyền ABC TV và ủng hộ cho các cơ sở thương mại. Quay trở lại với phần tin tức là bản tin về việc 4 người được giải cứu sau khi xe lao xuống vách đá ở California. Một chiếc xe chở 2 người lớn và 2 trẻ em đã lao qua một vách đá ở hạt San Mateo, California vào hôm thứ Hai. Theo một tuyên bố của Cục Lâm nghiệp và Cứu hỏa, chiếc Tesla đã lao xuống hàng trăm feet tại một khu vực bờ biển được gọi là Devil Slide. Tuyên bố cho biết chiếc xe bị lật và tiếp đất bằng bánh. Các nhân chứng đã nhìn thấy vụ tai nạn và gọi cho các dịch vụ khẩn cấp và một chiếc trực thăng đã được gọi đến để giúp di tản các nạn nhân là người lớn khỏi phương tiện, trong khi lính cứu hỏa giải cứu trẻ em. Tất cả 4 người gặp tai nạn đã được giải cứu thành công và đang trong tình trạng ổn định, theo tuyên bố của Sở Cứu hỏa. Các gia đình Ukraine quây quần đón năm mới. Hàng ngàn gia đình ở Kyiv, Ukraine đã chào đón năm 2023 bằng cách tận hưởng lễ hội năm mới cùng con cái của họ vào thứ Bảy. Bất chấp một loạt hỏa tiễn chết người gần đó ở thủ đô Ukraine, các bậc cha mẹ và trẻ em tại lễ hội đã chào đón thời gian nghỉ ngơi sau cuộc xung đột đang hoành hành không quá xa địa điểm. Sot Julia, một phụ huynh nói, vào ban đêm, chúng nghe thấy tiếng bom và tiếng súng và chúng rất sợ điều này. Là mẹ của chúng, tôi muốn đưa các con đến đây để chúng cảm nhận một chút tự do trong tâm hồn. Sự không chắc chắn phổ biến, tổn thương tâm lý, chậm phát triển và thụt lùi chỉ là một vài trong số những tác động được chứng minh rõ ràng của chiến tranh đối với trẻ em. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, một nửa trong số 80 triệu người buộc phải di dời trên thế giới là trẻ em. Masha Berbuska, giám đốc của lễ hội năm mới trẻ em cho biết, tôi là một bà mẹ có 2 con. Điều này rất quan trọng để đôi mắt của bọn trẻ luôn tỏa sáng hạnh phúc và bình yên. Tất cả những gì chúng tôi đều làm vì bọn trẻ. Buổi biểu diễn hôm thứ Bảy là buổi đầu tiên trong mùa này không bị gián đoạn giữa chừng bởi tiếng còi báo động của cuộc không kích buộc các diễn viên và khán giả phải vào nơi trú ẩn của nhà hát. Sau nhiều năm, xe hơi cá nhân là bắt đầu qua biên giới Colombia-Venezuela. Các xe cá nhân đã bắt đầu đi qua giữa Colombia và Venezuela lần đầu tiên sau nhiều năm vào hôm Chủ nhật, đánh dấu cho việc mở cửa hoàn toàn biên giới chung bên cạnh hàng hóa và người đã quá cảnh. Việc mở cửa hoàn toàn biên giới chung sau nhiều năm quan hệ căng thẳng giữa hai quốc gia đã dịu đi sau khi Tổng thống Colombia ông Gustavo Petro, một người thuộc cánh tả nhậm chức vào tháng 8 năm ngoái. German Umana, Bộ trưởng Thương mại của Colombia đã nói với các phóng viên tại cửa khẩu rằng động thái này là sự tôn kính đối với những người công dân ở biên giới, những người không bao giờ mất hy vọng và luôn chiến đấu để biến biên giới giữa Colombia và Venezuela trở thành quan trọng nhất của châu Mỹ Latin. Vào cuối năm ngoái, chính quyền của Colombia và Venezuela đã cho phép mở cửa qua cầu Antanasio Girardot, được gọi là Tres Dias, bang biên giới Tarija phía tây của Venezuela. Quốc hội họp báo bất thường xác nhận công tác nhân sự vào kỳ bất thường. Công tác nhân sự tại kỳ họp bất thường dự kiến bắt đầu vào ngày 5 tháng 1 sẽ gồm việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội, phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm và phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm nhân sự mới theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. Đó là thông báo do bà Nguyễn Thị Thanh, trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam đưa ra với báo giới vào chiều ngày 3 tháng 1 tại phiên họp báo bất thường tại Hà Nội. Theo kế hoạch, Quốc hội khóa 15 sẽ tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 2 vào sáng ngày 5 tháng 1/2023. Hôm 30 tháng 12 vừa qua, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã mở hội nghị bất thường lần thứ 2. Cuộc họp này không nằm trong chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Theo lịch, đến tháng 5/2023 mới tổ chức hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 vì hội nghị Trung ương 6 mới diễn ra vào tháng 10 vừa qua. Hội nghị bất thường lần thứ nhất diễn ra vào ngày 6 tháng 6 vừa qua, vào dịp kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa 15.
Vào dịp đó, Ban chấp hành Trung ương khai trừ ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Y tế và ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Khoa học Công nghệ, cựu Chủ tịch Hà Nội, tại phiên họp bất thường vào ngày 30 tháng 12, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 quyết định cho thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng mà không nêu lý do đối với hai Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh. Riêng ông Minh cũng rời ghế Ủy viên Bộ Chính trị. Hứa đưa đi lao động ở Nhật và Nam Hàn, công ty Hùng Vương chiếm đoạt tiền tỷ từ hơn 100 người. Hơn 100 người ở nhiều tỉnh và thành phố nộp tiền cho công ty cổ phần tư vấn thương mại và dịch vụ quốc tế Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để được doanh nghiệp này đưa đi lao động ở Nam Hàn hay Nhật Bản. Tuy nhiên, công ty này không đưa được người đi và cũng không hoàn lại tiền cho họ, lãnh đạo doanh nghiệp còn bỏ trốn. Theo một nạn nhân là ông Hoàng Minh Hiếu thuộc Hà Nội, công ty do ông Nguyễn Võ Lâm làm tổng giám đốc có đăng ký kinh doanh và trụ sở chính ở số nhà 3679 đường Hùng Vương, Văn Phú, thành phố Việt Trì và văn phòng đại diện ở phòng 701 thành phố Hà Nội. Nạn nhân của công ty này đến từ nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Phú Thọ, Hà Tĩnh. Nói với Đài Á Châu Tự Do RFA ngày 3 tháng 1, ông Hiếu cho biết các nạn nhân nộp đơn cho doanh nghiệp trên số tiền từ 30 triệu đồng đến 280 triệu đồng mỗi người để được sắp xếp đi lao động ở Nhật Bản hoặc Nam Hàn. Sau khi hết giãn cách vì đại dịch Covid mà vẫn không có lịch bay, tôi có tìm hiểu qua cục xuất nhập cảnh thì được biết là đơn hàng trên là ảo. Tôi có cảnh báo để mọi người dè chừng nhưng các bạn ấy vẫn tiếp tục lừa đảo những người khác. Theo tôi được biết, số tiền lừa được từ mọi người từ khoảng 2,7 tỷ đồng. Ông Hiếu cũng cho biết ông cùng nhiều nạn nhân khác đã lên thành phố Việt Trì khiếu nại về việc công ty cổ phần tư vấn thương mại và dịch vụ quốc tế Hùng Vương lừa tiền. Nhưng công an Việt Trì nói rằng các nạn nhân nên tố cáo với chính quyền quận Nam Từ Liêm vì đó là nơi họ nộp tiền cho doanh nghiệp này. Tuy nhiên, một nạn nhân khác là bà Trần Thị Thương từ huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho RFA biết công ty này thu tiền ở hai nơi, ở trụ sở chính của công ty ở thành phố Việt Trì và văn phòng đại diện ở Hà Nội. Cả bà, ông Hiếu và nhiều nạn nhân khác nói là sẽ gửi đơn tố cáo lên công an thành phố Hà Nội để buộc công ty của ông Lâm, bà Tuần phải trả lại số tiền đã nhận từ họ hoặc buộc những kẻ này phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi lừa đảo nói trên. Quả cầu năm mới tại Quảng trường Thời Đại chào đón năm 2023. Sự kiện đón giao thừa truyền thống ở Quảng trường Thời Đại, thành phố New York, Hoa Kỳ năm nay tưng bừng hơn khi mọi người có thể tập trung mà không chịu bất cứ hạn chế nào kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Ước tính đám đông khoảng gần 1 triệu người đã tập trung tại Quảng trường Thời Đại của New York vào đêm 31 tháng 12 để chào đón năm 2023 với màn đếm ngược thả bóng truyền thống. Lễ kỷ niệm chứng kiến những nụ hôn lúc nửa đêm, những bức ảnh tự chụp và một số người tham dự đeo mặt nạ rung chuông đón năm mới giữa âm nhạc và pháo hoa. Từ lâu, Quảng trường Thời Đại ở thành phố New York, Hoa Kỳ đã được mệnh danh là nơi đón năm mới tuyệt vời nhất thế giới. Vào đêm giao thừa, thường có hơn 1 triệu người cùng tập trung trên quảng trường trứ danh của thành phố trái táo lớn. Tất cả cùng chờ đợi giây phút đếm ngược, cùng chiêm ngưỡng quả cầu pha lê ánh sáng từ từ hạ xuống trong 60 giây trước khi năm mới đến. Quả cầu pha lê sẽ được hạ từ độ cao 43 mét của tòa nhà 25 tầng One Times Square. Quả cầu sẽ chạm đất vào giờ khắc cuối cùng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Hơn 1 triệu người có mặt trên quảng trường từ nhiều tiếng đồng hồ trước thời khắc giao thừa đến. Tất cả cùng háo hức đón chờ giây phút chuyển giao thiêng liêng ấy, lễ đón giao thừa trên Quảng trường Thời Đại mỗi năm đều được các kênh truyền hình của Hoa Kỳ truyền đi khắp thế giới và được hàng triệu người theo dõi. Quý vị vừa đón xem bản tin cuối cùng trong chương trình tin tức đầu ngày cùng với đài truyền hình IBC TV do Ban tin tức xứ phóng viên Linh Trịnh và Vũ Quang Vinh phụ trách. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Chúng tôi xin trân trọng kính chào và kính chúc quý vị một ngày thật nhiều an lạc.